Đây nhá, ở đây. Thì con này thì con mới X7700 này thì mình có thể đã ghép với cái dòng đến ông M33 này tiếng rất là hay này. Nhá. Con M33 này thì nó sẽ có chỉnh bass test như mặt máy luôn anh nhá. Đây. Đây. Chế độ SDB là chế độ tăng cường bass test. Anh thích nghe nhiều bass test thì để on lên. Anh thích nghe ít, anh thích nghe bass test ở mức bình thường thì để off nhá. Thường thì em hay để on để nghe cho nó sướng. Đấy, và tiếp theo ấn một lần nữa sang bass này. Đấy. Anh thích nghe nhiều bass anh tăng lên. Anh thích nghe ít bass anh giảm nó về bằng cách bật về. Đấy, anh thích nghe nhiều bass tăng lên bằng cách tăng bật lên nhá. Tương tự sang chép này. Thích nghe nhiều tép tăng lên này, thích nghe ít tép giảm về này. Đấy, xong thì ấn tông nữa để cho nó hai lần để thoát ra nhá. Hoặc để kệ nó sẽ tự nó lưu lại. Đấy. Đây đường vào của con này thì nó sẽ có là đường vào portable in này để kết nối từ đằng trước mặt này. Đấy, rồi là đường vào OBT là đường có quang này. Đấy. Rồi có đường tape in và đường AUX in nhá. Thì vậy nó có 3 đường vào cho đường AV. Đấy, một đường vào cho đường quang nhá. Đây. Anh nhìn đằng sau sẽ thấy này. Đây. Thì con MG33 này nó trung hàng còn đẹp nhá. Còn tất nhiên đây là hàng bãi nhá. Nó sẽ có một vài vết sức sắt nó kia một tí xíu nhá, nó không tránh được 100% này, nhưng mà đây hàng nói chung là còn đẹp. Đây MG33 nhá. Đây anh đính sóng rất là gần đây thôi. Đấy. Đây thì đường dây điện thoại em đang cắm ở đường AUX in này. Đấy, đường AUX in là đường thứ 1 2 3 từ trên xuống. Đấy, và ở đây có đường quang. Đấy, thì mình có thể kết nối dây quang mình nghe nhạc được nhá. Nghe nhạc từ đây là được. Đây mình cắm ở đường quang in OBT in này. Đấy, sau đó là mình chuyển cổng vào được nhá. Đây. Đây đường quang đây, anh thấy chưa? Em bật cái nguồn phát quang lên rồi đây thì nó sẽ có tiếng phát quang luôn này. Đấy. Xếp máu thu sinh vui bước đăng trình 16 tròn trăng ghi trên bảng sung lời thề kinh nhân tám hướng thành đời. Đường quang nha, em đang test đường quang này. Gió vút mây ngàn tan đến khe núi đâu dễ sơn lòng người đi cho những người mình thương mến. Cho tương lai, cho tim ước vọng ngày nào hoa cải lên vai áo. Nhớ lúc xa xưa, 16 trăng tròn anh đêm tuổi em. Cho tim. Rồi đây nhá, chuyển lại cái đường vào là đường AUX này, là đường vào cho điện thoại máy tính này. Đây. 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 Thế thì mình chuyển đường nào thì mình cắm đường nào mình chuyển đường đấy thôi nhá. Đấy. Anh lưu ý cho em là con MG33 này điện 100V nhá, đừng cắm nhầm. Đấy nhá, đừng vào điện thoại chạy này. Đây con em thử luôn cái CD xem nó có đọc không này. Con này thì em vừa mới lấy từ kho ra này. Vừa mới bỏ ra xì bụi biết đi rồi này. Thì có cái CD này thì bây giờ mới test này. À chạy luôn nhá, CD chạy ok luôn này. Đấy cái CD này em cũng xin nói rõ luôn, em chỉ là test thêm thôi nhá. CD này em không bảo hành CD đâu, bởi vì là cái CD này em nó cũng nói thật, xin nói thật luôn với các bác là các cái này thì là thường thì là nó về nó đã khấu hao mắt một thời gian nhất định rồi. Đấy thì nói chung là về thì nó còn chạy thì cứ dùng thôi, đến sau này nó hỏng thì là thay mắt sau thôi. Còn mắt này khẳng định là chạy một thời gian sau thì kiểu gì thì kiểu nó cũng sẽ không đọc đĩa nhá.
sẽ có một thời điểm ở đấy nó sẽ không đọc đĩa, có thể là anh là may thì là nó sẽ đọc được nửa năm, 6-7 tháng. Có anh thì đen thì có thể là về chạy được vài tháng nó chết, nó chuyện rất là bình thường thôi nhá. Nói chung lúc đấy thì các anh có thể mang ra thợ thay mắt sau nhá. Còn bây giờ nó đang là mắt zin, nó cứ dùng thôi nhá. Đấy, đĩa vẫn chạy này. Thử cái đĩa khác nhé, đĩa này thì nó mốc cả phôi rồi này. Nhưng mà cứ thử xem sao nhá. Đĩa này đĩa tự ghi của Nhật rồi. Ôi, ê, chết rồi. Các anh để cẩn thận nhé, vừa em để hơi vội. Cái đĩa này khả năng là nó chết phôi rồi, nó không chạy được. Đây này, đây này, nó thủng cả lỗ rồi mà. Thử xem cái đĩa đen đen này có chạy không nhé. Đĩa này đĩa kém. Hy vọng chạy đi. Không chạy thì thôi. Đấy, chạy này nhá. À đấy nhá, cái này khi nào bình thường nó không chỉ mất tép mà nó lách bài nhá. Ok nhá, đấy nhìn chung là đĩa thì là nó CD vẫn còn đang đọc. Đấy. Đường quang, đường điện thoại em test là đều chạy nhá. Đấy, thì con này của nó là giá là đi 1.690.000. Đấy. Thì anh lấy thêm cái này thì anh báo luôn cho bên em để bên em đóng hàng cho anh luôn nhá. Đấy, ok, em xin cảm ơn anh. Vâng, xin chào anh ạ. Vâng.